Các bạn nhá, tiếp tục hàng lại về tập 2, lại về lại khui. Đấy, sáng về được mớ toàn hàng hot thôi. Tiếp tục lại về được một hộp nữa để mình xem hộp này có cái gì nhá. Cái này tròn trùng trục, hơi bị nặng, có khả năng cũng khá là nhiều máy nhá. Mọi người hãy theo dõi để chọn lựa máy ưng ý các bạn ha. Và cứ yên tâm rằng là mình bán toàn hàng tuyển chọn thôi. Đấy, chất lượng luôn luôn phải kèm với giá nhé các bạn nhé. Yếu tố giá cả chưa phải là đánh giá tất cả trên một sản phẩm đâu. Của rẻ là của ôi, của đầy nồi sẽ là của không ngon ha. Của không ngon thì chỉ dành cho nhà đông con thôi. Đấy. Cái này là các cụ bảo thế nhá, chứ còn tớ thì không dám phám. Nói chơi cho vui thế thôi. Nhưng mà vui thôi, đừng vui quá phải không? Ok, hàng rất là chất đây rồi. Renault 2F full hộp. Renault 2F full hộp giá 5 củ. 5 củ. 5 củ lạc. Tức là 5 triệu các bạn. Đây, nguyên hộp đầy đủ phụ kiện, hàng thanh lý như mới nhá. 5 triệu Renault 2F. Cái hàng full hộp Renault 2F này thỉnh thoảng mới có thôi. Ủa trời, đúng rồi, như mới luôn. Con này không khác gì máy mới. Nhìn là mê, nhìn là thích. Có một máy duy nhất này, 5 triệu các bạn nhá. Thôi như mới rồi, không cần review nhiều mất màu. Mình chắc là sẽ có người đặt ngay. Rồi tiếp theo, sao lắm hàng chất thế này. Nót 10 cộng nguyên hộp. Cũng chẳng khác gì mới các bạn ạ. Con này bảo hành đến tháng 11/2020, cũng nguyên hộp đầy đủ phụ kiện, các món ăn chơi, lưng sau thậm chí còn đang có miếng dán dạng như là cái gì đây này. 3D, 5D gì đấy, rất là chất luôn, máy rất là mới luôn, màu ánh bạc. Con này giá 13.800.000 các bạn nhé. 13.800.000. Rất là chất, chả khác gì mới đâu bạn ơi. Ok, cái gì nữa đây? iPhone 11 Pro các bạn ơi. 11 Pro. Trời ơi, hàng này bảo hành thế giới di động đến tháng 8/2021 luôn. Đây có ghi rõ thông tin này. Thế thì con này khỏi lo, bạn nào mua nếu có lỗi cứ đưa vào thế giới di động là được bảo hành nhá. Bởi vì đây này, mình sẽ gửi cho các bạn cái hóa đơn này. Cái hóa đơn này để các bạn các bạn mang vào là ok. Đây, bạn này hình như cũng mua hàng siêu lướt trong đấy này. Đấy. Có phải không đây? Phải phiếu của nó không để kiểm tra nhá. Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Và hình như bạn này mua về xài. Bạn này cũng mua máy cũ, tuy nhiên là kẹt tiền bán lại. Kẹt tiền bán lại bạn nhé, mua máy cũ chứ không phải máy mới. Máy đã qua sử dụng này, sản phẩm đã qua sử dụng là với cái giá gần 22 triệu này. Thì dĩ nhiên rồi, bạn này bán lại, bạn này cũng phải lỗ một tí xíu nữa. Thì hôm nay cái sản phẩm này để mình xem sẽ giá là bao nhiêu. Đầy đủ phụ kiện zin kèm theo đây nhá. Đấy, nguyên hộp luôn, còn cả sách hướng dẫn trong này. iPhone 11 Pro 64GB, máy màu xanh, rất là chất, còn bảo hành đến ngày 10 tháng 8 luôn. Bảo hành rất là lâu. Tức là bây giờ là tháng 10 thì còn bảo hành khoảng gần 10 tháng nữa bạn nhé. Chả khác gì máy mới. Máy rất là chất luôn. Màu xanh rêu. Khá là ok. Đấy. Có kèm theo phiếu bảo hành của thế giới di động đây nhá. Đấy, nên là mọi người yên tâm rồi. Mình sẽ để cất kỹ cái phiếu này trong hộp để gửi cho các bạn luôn nếu như bạn nào mua. Và con này hôm nay sẽ có cái giá là 20.800.000. 20.800.000 các bạn nhé. Đấy, 20.800.000. Khá là chất đấy, có mỗi một máy thôi. 11 Pro các bạn nhé. 11 Pro này thì có hiển thị màn hình là nhỏ đấy, nhưng mà 3 cam sau. Rất là nhiều người thích con máy này. Nó gọn nhưng mà cho chúng ta một cái đẳng cấp cũng như là một cái... Dạo này liên tục bị rơi dao. Đồ long đao dạo này có vẻ yếu nghề. Yếu nghề cũng phải thôi, ngày nào cũng về 3-4 thùng hàng các bạn ạ. Ngày nào cũng về 3-4 thùng hàng. Không yếu mới lạ. Làm việc quá tải. Chính vì vậy nên Nhật Nam luôn luôn là khuyến cáo mọi người để mình xem kỹ clip để hiểu được cách thức mua hàng. Mình điện đến mình mua luôn cho nó đỡ mất nhiều thời gian vì Nhật Nam rất là bận á.
Để trong lúc quay clip thế này cũng đâu nghe được điện thoại các bạn đâu. Điển hình như ngày hôm qua cuối tuần đấy, có tí công việc đấy, tiệc tùng hay là không nghe được điện thoại. Có mấy bác lớn tuổi khiếp, bác cứ tưởng mình lừa, bác nhắn tin, bác làm loạn hết cả lên, loạn hết cả thị trường. Ok, hôm nay lại về con hàng hot Vivo V19. Con này hôm bữa có một bạn mua trượt, thì hôm nay nếu vô tình xem thấy clip này hãy liên hệ với mình nhé. Hàng này không phải lúc nào cũng có, con siêu phẩm Vivo V19. Có quả camera sau, phải nói là chưa quả camera nào nhìn đẹp bằng. Mình dám khẳng định luôn, con này có giá 6,3 triệu. Rồi, tiếp theo thêm một con hàng chất, iPhone 7 Plus chưa bao giờ là hết chất. Con này máy mã Mỹ 128GB. Đấy, các bạn của mình đã ghi rất rõ ở đây, pin 100% và máy chả khác gì cái máy mới. Máy này thật sự chả khác gì cái máy mới. Tuy nhiên tí cái này mình phải nhìn hóa đơn. Đấy, các bạn cứ liên hệ trực tiếp, mình báo giá trực tiếp cho các bạn bán. À, cho các bạn mua. Mình nhầm nhá. Đấy, các bạn nhìn chân sạc là nghiền rồi, như máy mới, chả khác gì máy mới. Đấy, khá là chất, 128GB màu hồng luôn, rất là hiếm nhá. 7 lớp dạo này không có hàng đâu, nên là kết là chơi thôi. Ok, đây là Oppo A5 2020. Máy len keng như xà beng, phiên bản 64GB, con này pin 5000, khá là trâu. Đấy, con này là họ trâu tên bò luôn. Cho mày bò lăn bò càng luôn. Đấy, còn ta thì ta cứ nhẹ nhàng, ta đủ xe hàng ha. Máy khá chất như mới này, len keng như xà beng này. Hai loa kép nghe nhạc là siêu chất này, giá 2,9 triệu này. Chuẩn không cần phải chỉnh này. Nếu mà đã chỉnh không bao giờ chuẩn này. Ok, Renova màu ánh bạc, máy như máy mới. Cầm trên tay cứ như là cầm thanh kiếm Nhật. Đấy. Ok, sắc nét luôn. Nét như Sony luôn. Đấy, ok, Oppo Renova ánh bạc, máy như mới. Con này giá bán 5,3 triệu nha, con này keng quá. Xin thêm 100. Xin đồng hoàng ấy nhé. Tiếp tục là nó nữa này. Nhưng mà con này, con này có tí mèo nhẹ một vài vết ở lưng thì 5,2 triệu. Đấy, quả nào ra quả đấy, rõ ràng rành mạch luôn. Chất, thật sự là chất các bạn ạ. Rồi, ok, còn một gói nữa. Các bạn mái văn thoại mà chén thì mình nói thật đấy, hàng này chất, hôm nay hàng chất quá chất luôn. Đây này, lại thêm một con hàng chất nữa, 16GB LLA pin 82, hàng 6, iPhone 6G, 6 thường đấy nha các bạn nha, 16GB. Thôi mão luôn 1,9 triệu, mặc dù cũng chưa biết hóa đơn nó là cái đếch gì. Đây này, B là vì nó có một cái vết chảy ở lưng đây nhá, còn ngoài ra zin hết các bạn nhá. Đấy, thấy vết chảy không? Ok, không sao cả, chuyện bình thường, như một ký đường, ai thích thì chơi thôi, có 1,9 triệu này. Chả có để mà bán nhiều ấy chứ. Rồi đây, con này A70 hay A71 hay A51 ta? 70 thì không phải. À, con này có A31 thôi các bạn. A31 các bạn ơi. Con A31 này còn bảo hành tới tháng 7 luôn. Tức là bảo hành còn khoảng 9 tháng các bạn nhé. 9 tháng, hơn 9 tháng đấy. Máy rất là keng, máy màu trắng. A31 giá bán 4,5 triệu các bạn nhé. Và ở shop Nhật Nam còn màu xanh, màu đen, đủ màu cho các bạn lựa chọn. Toàn là hàng còn bảo hành thôi, vì mấy con này nó mới ra mà các bạn. Rồi đây có một con M20 hàng B. B nhưng cũng khá là đẹp, hơi nhăm nhăm nhẹ tí ở lưng thôi. Đấy các bạn thấy này, không cấn móp gì đâu nhá. Mặt kính trước là ok, ngon lành, chỉ bẩn thôi. Con M20 này đặc biệt là với pin 5000 khá là trâu. Chính hãng Samsung, dùng được 2 SIM, RAM 3, bộ nhớ 32 cũng khá là ổn rồi. Giá là 2,3 triệu nha các bạn, 2,3 triệu. Do nó hàng B bán rẻ hơn 200. Rồi tiếp theo đây có một con A50S màu xanh, có thể nói tươi xanh như nồi canh khi mà vẫn còn bảo hành chính hãng đến tháng 1 năm 2021 các bạn nhé. Còn vài tháng, nó cũng tương đương với thời hạn bảo hành ở shop Nhật Nam. Và giá bán của con này vẫn là 3,9 triệu, chưa bao giờ là hết hot. Sản phẩm với 48MP camera sau nên rất là chất nha các bạn. RAM 4GB, bộ nhớ 64, màn hình giọt nước và công nghệ màn hình mới nên rất rõ nét và đẹp. Cái gói này về toàn siêu phẩm thôi các bạn ơi. Và đây là một con V-Smart Active 3, RAM 6, bộ nhớ 64,
bảo hành đến tháng 1 năm 2022, còn hơn một năm. Vsmart này mình mới biết thông tin có bạn kia mách nước bảo là hãng Vsmart này nó bảo hành tới một năm rưỡi, chơi chịu chơi nhỉ. Công nhận Việt Nam chịu chơi thật. Đấy, chất thế này bảo hành còn hơn một năm. Không chơi thì chơi cái gì? 2 triệu 8 các bạn nhé, 2 triệu 8 Vsmart Activa, cam trước thò thụt. Apple F9 siêu chất, siêu đẹp, màu xanh đen, có giá bán là 3 triệu bạn nhé, RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Con này chưa bao giờ là hết hot, khá là chuẩn chỉ, khá chất. Rồi, vừa rồi là mình đã khui xong cái gói hàng ngày hôm nay và mình đánh giá là cái hàng hôm nay rất là chất. Các bạn nào đang có ý định mua điện thoại, nói thật sự là quyết luôn đi chứ đừng chờ đợi gì nữa. Và nếu quyết được con máy nào trong này hãy alo cho mình qua số điện thoại 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để đặt cọc mua hàng nha bạn. Các bạn lưu ý là ở shop nhà Nam chỉ bán hàng chính hãng đối với những máy chạy hệ điều hành Android, và đối với lại iPhone sẽ bán hàng quốc tế, không bán máy lốc, cũng là cam kết không bán máy đã sửa chữa trên men hoặc là thay thế màn hình linh kiện vào máy. Tất cả máy bán ra là sẽ là zin và full mọi chức năng, không bán máy lỗi. Đấy. Và hình thức mua bán thì các bạn sẽ phải đặt cọc trước 100.000 đối với sản phẩm dưới 10 triệu và 200.000 đối với sản phẩm trên 10 triệu bằng cách là chuyển khoản ngân hàng hoặc là thẻ cào đặt cọc. Bạn nào ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai thì có thể đến trực tiếp shop của mình xem và mua máy thì không cần đặt cọc. Đặt cọc chỉ dành cho hình thức mua online. Và ngay sau khi mọi người đặt cọc á thì hãy gửi cho mình cái thông tin địa chỉ, tên và địa chỉ nhà rõ ràng cụ thể để Nhật Nam gửi hàng cho các bạn qua đường bưu điện. Từ 3 đến 5 ngày sau các bạn mới nhận được hàng. 3 đến 5 ngày là các bạn phải trừ ngày các bạn đặt đi nhé. Đấy, vào cái dịp cuối tuần có thể lâu hơn một chút, rất mong là các bạn thông cảm. Còn ai ở gần đến trực tiếp shop mình nằm ngay sát chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ shop Di Động Nhật Nam bấy lâu nay. Hy vọng rằng nếu bạn nào xem clip mà chưa đăng ký kênh thì hãy dành cho mình một cái đăng ký để mà theo dõi lâu dài hơn, để chọn mua máy cũng như là ủng hộ cho mình là chính. Đấy, cảm ơn mọi người thật là nhiều và đừng quên like và chia sẻ video đến nhiều người hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.